Rất vui được gặp lại các bạn ở video thứ hai. Chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với cách điều hướng khung nhìn trong phần mềm Lumion. Bạn nào mới chơi game thì đây chắc chắn sẽ là một lợi thế vô cùng lớn. Còn ngay bây giờ hãy chuyển qua tab bên cạnh để chúng ta cùng nhau lấy một cảnh có sẵn. Các bạn bấm vào cảnh Villa, nhớ chuột trái vào và chờ trong giây lát. Sau khi hoạt cảnh của chúng ta được loạt lên, các bạn chú ý bấm vào dấu hỏi này để phần mềm gợi ý những điều cần biết. Còn tôi thì khá đơn giản thôi, không cần nhìn đây nhiều. Các bạn chú ý dùm tôi, ở phần này là target camera, điểm đích tới của chúng ta. Để điều hướng khung nhìn cũng khá đơn giản. Các bạn nhấn phím D để chúng ta quang tay phải, nhấn phím A để chúng ta quang tay trái, nhấn phím W để chúng ta tiến lên, và nhấn phím S để chúng ta lùi lại. Các bạn nhấn chặt chuột phải chúng ta sẽ xoay. Sau đó tôi lại nhấn phím D để qua bên này nhìn, nhấn phím S để zoom ra xa hơn. Và đương nhiên rằng các bạn nhấn phím Q để chúng ta nhìn từ trên cao xuống, và nhấn phím E để có một tầm nhìn thấp hơn. Tôi có thể kết hợp như sau, tôi nhấn phím D và nhấn chặt chuột phải chúng ta xoay. Rất dễ dàng phải các bạn. Và các bạn cũng có thể nhấn phím A và nhấn chặt chuột phải các bạn xoay. Để đẩy nhanh quá trình di chuyển, tôi nhấn phím S và chúng ta nhấn thêm phím Shift sẽ di chuyển nhanh hơn. Đúng không các bạn? Rất dễ dàng. Hoặc nào, chúng ta nhấn phím D để nhìn qua bên này. Tôi có thể nhấn chuột phải và kết hợp xoay luôn. Tôi muốn zoom lại gần nhanh hơn, tôi nhấn phím V kép và nhấn phím Shift. Các bạn chỉ cần nhớ rằng tất cả các phím điều hướng mà tôi vừa chỉ kết hợp phím Shift thì sẽ nhanh hơn gấp đôi. Nếu các bạn muốn nhanh hơn gấp 4 lần, tôi chỉ như sau. Tiếp theo, tôi nhấn phím S, Shift và kết hợp thêm phím Space dài nhất trên bàn phím thì tốc độ sẽ nhanh hơn gấp 4 lần. Tôi nhấn phím V kép, Shift và Space. Trong quá trình điều hướng khung nhìn, các bạn có thể kết hợp với các phím, ví dụ như tôi vừa qua trái và vừa lên trên, hoặc vừa qua phải hoặc vừa xuống dưới. Tôi nhấn phím D qua bên tay phải và nhấn phím Q lên trên, hay là A qua bên tay trái và nhấn chặt phím E xuống dưới. Nói tóm lại, tất cả các phím điều hướng này chúng ta đều có thể kết hợp với nhau. Còn ngay bây giờ, tôi sẽ kiếm một góc thật đẹp và chào tạm biệt các bạn luôn. Hẹn ở video tiếp theo.